thôi đại chỉ mây clown rồi có thể chỉ mây chừng rầy nằm ở dưới miền tục miền phây rọc ở sông khay màu nâng đại xa thổ bầy tìm mũi ạ vị trì xây tớ ạ vị trì nâng sẽ đây là nguồn ông thú cứ mô hạ chật tật sật nâng thôi nâng chừng rầy bầm thọt nhận nhau tôi ở miền chiết cầm nào nè à vị trí bạch chỉ gia song khà ra à vị trí nó chỉ bạch trái nằm ở miền song khà tương lai nó miền à vị trí nó chỉ bạch chạy nó thua tì mùi thua tì pí cứ tan là hà anh đấy sạch đây lục luận chẳng về bằng co ở miền bạch hà nè đồng ngon hai lục luận về tới chỉ tranh bảo kề anh bà công thì lụt luôn nuôi dưỡng mình tranh bao kỳ thì mẹ nó nhận nhớ nên kỳ của họ ấy dưỡng trong bàn trà nó nên người ta vừa tới việc bàn chơi bàn cho nên hãy đọc về thua tị bấy cứ upa tiền ca bạc cảnh nuôi dưỡng mà ăn miên bạc cảnh sau tục vào màn này sau cật tục thì nhận nhớ tại tầm miên thua bạc căn nè, u ba tiền nè, bạc căn thì anh nó bị khăng chieng kê, anh nó bị cay chieng kê, anh nó bị ót cha chieng kê, anh nó bây giờ anh từ ruột cho mùi chỉ vật nông sản công nó cứ thật tơ hay nhiệt nhộm, thôi giờ cật tơ, bụng uôi cật tơ, tao tận na cật tơ đào vào, tơ nó cứ bạc căn nó về nó ở miên bàn nhà, tao cái lại ná cứ chừng yết cái lại nần chẳng thua tận bay nít chìa mê chẳng rầy cứ tì muối ạ à vị trí tì pi tần há tì bay u bạc tiền chẳng sau mà nhiệt nhôm tận o sẽ đạp thua chẳng rán bảnh nha cầm chặt băng nữ ạ à vị trí cầm chặt băng nữ tần há cầm chặt băng nữ u bạc tiền thấy tì bẩm phất xâm rạch ba nữ bình đập biến cực bà ông cực nia sông ạ à, nô mô tình yên.